Các bạn Các thân bạn mến, sau đây thì tôi xin hướng dẫn các bạn một số bài toán hình học phẳng. Một số bài toán thi hình học phẳng mà thi vào lớp 10 trung học phổ thông như tôi đã hứa trong buổi hôm trước thì ở đây là những cái ví dụ, những cái phần mà có thể nói là nó lạ, nó có thể vận dụng những cái thứ mà hôm trước tôi đã truyền đạt cho các bạn. Chúng ta cùng đi vào bài toán đầu tiên. Bài số 1: cho nửa đường tròn đường tâm O đường kính AB, E là điểm cố định thuộc nửa đường tròn. E là điểm cố định đường kính AB. C thuộc cung AE, thuộc cung nhỏ AE sao cho AE cắt BC tại K. AE cắt BC tại K. Y là hình chiếu. Y là hình chiếu của K trên AB, và CI thì cắt AB tại D. CI cắt AB tại D. Câu thứ nhất, chứng minh tứ giác KEBI là tứ giác nội tiếp. Câu thứ hai, chứng minh tích AK nhân AE cộng với lại BK nhân BC thì không phụ thuộc vào vị trí của điểm C. Câu thứ ba là khi C thay đổi trên cung AE thì đường tròn ngoại tiếp tam giác CIE đi qua hai điểm cố định. Tôi sẽ lần lượt giải quyết từng phần một và hướng dẫn các bạn là xử lý từng phần một trong cái bài này. Trong phần thứ nhất là chứng minh cái tứ giác nội tiếp. Tứ giác KEBI nội tiếp. Ở đây thì tôi không chỉ hướng dẫn các bạn là cái phương pháp thực hiện mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái cách trình bày của các bạn để ý. Thì đối với phần này khi mà các bạn vẽ hình thì các bạn để ý cho tôi là Y là hình chiếu của K trên AB, nên là YK bao giờ cũng vuông góc với lại AB. Và cái thứ hai nữa là E là một điểm nằm trên nửa đường tròn, nên là chắc chắn rằng là cái điểm E hay nói cách khác là AE bao giờ cũng vuông góc. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được là cái tứ giác K EBI mà chúng ta đang cần chứng minh nội tiếp thì có hai cái góc, đó là góc KEB và góc KIB là bằng 90 độ. Đấy. Thì các bạn có thể sử dụng là tổng hai góc đối của một tứ giác bằng 180 độ, hoặc là các bạn chỉ ra rằng là Y và K, Y và E thuộc đường tròn đường kính BK. Tôi sẽ trình bày như sau. Thứ nhất là tôi sẽ chỉ ra ta có góc AEB bằng 90 độ. Góc nội tiếp chắn ở đường tròn. Chắn ở đường tròn. Từ cái góc AEB thì chúng ta sẽ suy ra cái góc KEB bằng 90 độ. Rồi. Tiếp tục thì chúng ta lại có là góc KIB
cũng bằng 90 độ. Ở đây thì chúng ta dùng cái ngôn ngữ hình chiếu như ở trên, vì y là hình chiếu của K trên AB. Hình chiếu của K trên AB. Khi đó thì chúng ta sẽ có là E và Y thì thuộc đường tròn đường kính KB, thuộc đường tròn đường kính KB. Thuộc đường tròn đường kính KB. Nên tôi sẽ suy ra được là bốn cái điểm này thuộc cùng một đường tròn và do đó tứ giác KEBI nối tiếp. Thì ở đây các bạn lưu ý là trong quá trình các bạn trình bày cái phần tứ giác nối tiếp này thì các bạn để ý là nếu có góc vuông thì các bạn nên viết theo kiểu đường kính. Còn nếu các bạn đã nêu ra là tổng các góc bằng 180 độ, tổng hai góc đối á, thì dứt khoát là các bạn phải ghi cái câu là góc E và góc Y là hai cái góc ở vị trí đối nhau. Tôi sẽ tiếp tục trình bày sang ý B. Ý B thì người ta yêu cầu các bạn chứng minh rằng là cái tích AK nhân với lại AE cộng với BK nhân với lại BC thì không phụ thuộc vào vị trí của C. Không phụ thuộc vào vị trí của C. Thường thường là các bạn khi mà bạn nhìn cái câu này thì bao giờ các bạn cũng cảm giác nó hơi sợ sợ, bởi vì là cứ không thuộc vào vị trí là bắt đầu là rối lên, đúng không? Thì ở đây các bạn để ý là cái tích, xin lỗi các bạn, là AK nhân là AE, tôi viết nhầm. Thì chứng minh không phụ thuộc vào vị trí của C, tức là khi mà C di chuyển trên cái cung AE này thì chúng ta có cái tích này luôn luôn không đổi là như vậy, tức là nó phải bằng một cái đại lượng nào đó không đổi. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ quan sát là trong cái phần này thì có những cái thứ gì không đổi ở đây. Thì ở đây tôi có là cái gì không đổi ạ? Có AB không đổi ạ, có E cố định ạ, nhưng mà điểm Y này sẽ không cố định bởi vì điểm Y này nó sẽ thay đổi theo vị trí của điểm C. Đấy. Điểm E không đổi, AE với lại EB thì chắc chắn nó sẽ không đổi rồi. Đường kính không đổi, vân vân. Đấy. Thì ở đây để giải quyết được bài toán này ấy, thì chúng ta quan sát cái AK nhân AE. Thì các bạn vừa có được cái tứ giác nội tiếp đó là tứ giác AK. Xin lỗi các bạn, tứ giác BEKI là tứ giác nội tiếp. Và từ tứ giác nội tiếp hai cái cạnh EK và BI nó cắt nhau tại A. Như vậy thì như cái tính chất tôi đã truyền đạt cho các bạn thì tôi sẽ có ngay được là AK nhân với lại AE thì sẽ bằng AI nhân AB. Tôi nháp ra đây một chút ạ. AK này nhân với AE này thì sẽ bằng AI này nhân với lại AB. Đấy. Tiếp tục tương tự như vậy thì ở đây tôi có, các bạn quan sát, tôi có cái tứ giác này, tôi sẽ nối tiếp. Các bạn thấy là cái góc A B ACK, cái này chính là góc ACB á, là góc nối tiếp chắn nửa đường tròn.
và góc AIK cũng là góc vuông, như vậy là tôi lại có là cái tứ giác ACKI là tứ giác nội tiếp. Tứ giác này thì lại có CK và AI cắt nhau tại B. Như vậy rất dễ dàng chúng ta lại có được cái tính chất là BK đấy, nhân với lại BC thì bằng với BI nhân với lại BA, BI nhân BA. BI nhân BA cũng chính là BI nhân với lại AB ạ, BI nhân AB. Và bây giờ chúng ta quan sát hai cái tích này. Thì khi mà chúng ta cộng hai cái tích này vào thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được cái điều mình cần, tức là AI cộng với BI thì nó bằng AB rồi. Như vậy là các bạn thấy cái tính chất mà tôi nêu cho các bạn ấy, về tứ giác nội tiếp hai cạnh cắt nhau thì nhìn nhìn các cái tính chất như thế này rất là nhanh. Đấy, nhìn cái tích tổng rất là nhanh. Và đương nhiên khi mà chúng ta trình bày thì chúng ta sẽ phải làm khác được một chút, chúng ta sẽ phải dựa vào tam giác đồng dạng. Tuy nhiên là nó không khó lắm để thực hiện cái việc trình bày. Tôi sẽ đóng khung cái phần này để tôi nhìn. Các bạn lưu ý là trong phần trình bày của mình, đây là tôi tận dụng không gian để tôi nháp. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc có cái tứ giác nội tiếp, và khi đó thì chúng ta sẽ đưa ra xét tam giác AIK và tam giác AEB. Hai tam giác này có hai cái góc, đó là góc AIK bằng cái góc AEB bằng 90 độ. Cái này thì chắc là tôi sẽ không phải giải thích lại nữa. Cái thứ hai là chúng ta có góc AKI sẽ bằng cái góc EBI, BA cũng được ạ. Thế thì ở tại sao mà hai cái góc này lại bằng nhau? Hai cái góc này thì chúng ta biết rằng là góc ngoài tại một đỉnh thì bằng góc trong một đỉnh đối diện, thế thôi. Hoặc là chúng ta ghi vào đây đó là vì cùng bù với góc EKI. Thì từ hai tam giác này đồng dạng thì tôi sẽ suy ra, xin lỗi, từ hai góc cặp góc bằng nhau này tôi sẽ suy ra là tam giác AIK đồng dạng với tam giác AEB theo trường hợp góc góc. Và theo trường hợp góc góc thì chúng ta có được cái tỷ số, đúng không? Tôi viết cái tỷ số xuống dưới này. Đây, tôi viết ra đây được. Tôi tận dụng một chút vì là tôi có tỷ số AI trên AE, AI trên AE thì bằng với lại AK trên AB. Đấy, do đó tôi suy ra được tích là AI nhân với AB thì bằng với lại AE, AK nhân AE. Rồi, tiếp theo thì chúng ta chỉ cần ghi tương tự thôi, bởi vì là thực tế là chúng ta sẽ phải chứng minh lại cái tứ giác này nội tiếp, đúng không? Chúng ta sẽ chứng minh cái tứ giác cái này các bạn sẽ tự thực hiện lấy tam giác ACKI nối tiếp tứ giác tương tự như cái tứ giác bên kia thôi. Và cũng từ tứ giác này nối tiếp thì tôi sẽ chỉ ra cũng hai tam giác đồng dạng. Bạn có thể nói tương tự cũng được, nhưng mà thực chất là
Khi mà đã trình bày vào bài thi thì tốt nhất là các bạn nên làm một cái cẩn thận tam giác BIK. IK. Tam giác BIK và tam giác BCA. Nó sẽ đồng dạng với tam giác BCA cũng theo trường hợp góc góc. Và từ hai tam giác này thì tôi cũng có được cái tỷ số là BI trên BC thì bằng với lại BK trên BA. Hay nói cách khác là tôi sẽ suy ra tích BK nhân BC thì bằng với lại BI nhân với AB. Chúng ta sẽ cộng từng vế của hai cái tích này lại. Vậy từ đây suy ra tôi sẽ suy ra là tổng AK nhân với AE cộng với lại BK nhân với BC thì sẽ bằng AI nhân với AB cộng với BI nhân với AB. Và tôi đặt nhân từ chung AI cộng với BI nhân với AB. Hay nói cách khác, nó chính là bằng AB nhân AB là bằng AB bình phương. AB bình phương cũng chính là R bình phương, 4R đường kính bình phương, xin lỗi các bạn, chính là 4R bình. Thế thì có những bài toán khác thì người ta không yêu cầu các bạn điều này mà người ta yêu cầu thẳng ý này thì chắc là các bạn sẽ làm được ngay. Nhưng mà viết theo cái kiểu không phụ thuộc vào vị trí của C thì nó lại gây một cái độ phức tạp nhất định. À, nó sẽ gây ra một cái sự khó khăn nhất định đối với các bạn. Đấy, thì đấy là hai phần A và phần B là tôi đã giải quyết xong cho các bạn rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện cái phần C. Đó là khi C thay đổi. Khi C thay đổi trên AE thì đường tròn ngoại tiếp tam giác CIE luôn đi qua hai điểm cố định. Vậy thì câu hỏi đặt ra là hai điểm cố định đấy là hai điểm nào? Vậy muốn làm được, muốn giải quyết được thì điều đầu tiên các bạn cần phải làm ấy đó là trên trên hình vẽ, có lẽ là các bạn trong quá trình làm các bạn nên vẽ nháp lại trên hình vẽ thì các bạn xác định luôn cái tâm của hai đường của cái đường tròn nối tiếp tam giác CIE, và khi đó thì các bạn sẽ nhìn ra được cái điểm nào là điểm cố định. Trong đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là nó đi qua điểm E rồi, thì điểm E là điểm cố định. Như vậy còn một điểm nữa thì ở đây nó chính là điểm nào? Điểm O, tâm được chọn. Đấy. À, tôi thì tôi sẽ không vẽ đường tròn nữa mà tôi sẽ tận dụng, tôi sẽ chứng minh luôn. Tôi sẽ chứng minh rằng là cái tứ giác CEOI là tứ giác nối tiếp. Đấy, tức là thay vì việc phải chứng minh khi C thay đổi tâm được chọn và tiếp trên đường tròn thì chúng ta chuyển thành một cái bài toán khác. Nhưng cái việc quan trọng nhất đó là làm sao để biết được vị trí của điểm O. Vậy thì khi mà các bạn vẽ hình thì các bạn phải vẽ một cách tương đối là chính xác cái tâm của đường tròn để rồi để nhìn thấy được cái vị trí của điểm O nó thuộc vào đường tròn. Khi đó mình dự đoán và bắt đầu mình đi chứng minh. Đấy. Thế thì ở phần này tôi sẽ hướng dẫn cách chứng minh như sau. Các bạn để ý là khi mà tôi muốn chứng minh một cái tứ giác nối tiếp, đấy, tôi sẽ tạm thời bỏ cái phần này đi. Đấy, tôi bỏ tạm phần này đi.
Tôi sẽ tập trung vào phần C. C. Tôi sẽ chứng minh phần C. Như tôi vừa nói thì tôi đã dự đoán được là nó đi qua vị trí của điểm O này rồi. Đấy. Thì khi đó tôi sẽ cố gắng là chứng minh cái tứ giác COI là tứ giác nội tiếp. Để chứng minh được tứ giác nội tiếp thì tôi thường thường là tôi sẽ lựa chọn cái cách là tổng hai góc bằng bằng tổng hai góc đối ạ, bằng 180 độ. Thế thì tổng hai góc đối hoặc là cái góc ngoài tại một đỉnh và góc trong của đỉnh đối diện, đấy là cái phương pháp mà tôi sẽ nghĩ tới đầu tiên trước khi mà tôi sẽ nghĩ tới phương pháp khác, bởi vì ở đây nó phụ thuộc vào vị trí của điểm Y. Và tôi sẽ chứng minh cái góc C I A thì bằng góc C E O. C I A, các bạn quan sát nhé, C I A bằng C E O. Đấy. Thế thì làm sao để thực hiện được cái điều này? Các bạn quan sát cho tôi cái góc CEO đây. Đấy. Tôi sẽ dùng đây, góc CEO đây. Đây là góc CIA. Nếu chúng tôi chứng minh được hai góc này bằng nhau thì mọi thứ được giải quyết. Thế thì để thực hiện cái điều này thì tôi sẽ cố gắng để xem cái góc này nó có thể bằng cái góc nào đó không. Đấy. Quan sát xem cái góc này nó có thể bằng những góc nào. Đầu tiên thì thường thường là tôi sẽ bao giờ nghĩ tới chuyện cái góc này nó nằm trong cái tứ giác nội tiếp, đó là ACKI, vậy thì nó sẽ bằng cái góc CKA chẳng hạn. CKA lại bằng cái góc này chẳng hạn, bằng góc EKB. Nhưng mà đến đây thì tôi gặp bế tắc một chút, góc này là góc trong đường tròn và nó bằng bằng tổng hai góc trong không kề với nó. Đấy, nó bằng bằng tổng của hai cung bị chắn, đó là cung EB và cung AC. Chưa giải quyết được vấn đề gì. Góc này lại có thể bằng góc này chẳng hạn. Hai góc này. Vẫn chưa giải quyết được gì. Đấy. Thì tôi cứ liên hệ các cái góc như vậy với nhau. Đấy, hai cái góc này bằng nhau và tôi xem là nó có thể bằng những cái thứ cái góc khác được không. Đấy là điều mà tôi sẽ nghĩ đến trong việc chứng minh. Đấy, trong việc chứng minh thì tôi sẽ cố gắng là tận dụng những cái thứ như thế. Thế thì ở bài này tôi không không giải quyết theo hướng như vậy mà tôi sẽ nhìn theo một cái hướng khác. Sau khi tôi đã đi lần mò các cái góc này mà thấy cái góc này này nó nằm thực tế là nó không 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 liên quan gì đến những cái góc mà tôi vừa vẽ. Đấy, thì tôi sẽ nghĩ đến cái góc ngoài. Góc CIK CIA nó là góc ngoài của tam giác CIB. Vậy thì nó sẽ bằng tổng hai góc trong không kể với nó, tức là góc góc này. Góc CBI và góc thứ hai đó là cái góc đấy, góc ICB. Như vậy ở đây tôi sẽ tận dụng cái góc ngoài. Ta có cái góc CIA, CIA thì bằng góc ICB cộng với góc ICB này cộng với góc IBC. Tính chất góc ngoài của tam giác rồi, tính chất góc ngoài của tam giác. Tam giác này là tam giác CIB, tam giác CIB, CIB. Rồi,
bây giờ thì lại quan sát là hai cái góc này, thì tôi thấy cái góc CBI của tôi đây ạ, thì nó bằng cái góc cùng chắn cung AC, chính là góc CEA à, CEA đấy. Thế thì tôi lại quan sát tiếp nè, cái góc CEO của mình ấy nó bằng tổng của hai góc nè CEA và cái góc CEA, các bạn nhìn nhé, và cái góc thứ hai là góc AEO đấy. Thì tôi lại quay lại tôi viết tiếp CEO bằng tổng của hai góc là CEA cộng với góc AEO. Các bạn để ý quan sát nhé, góc AEO là góc mà nằm trong tam giác AEO, và tam giác AEO là tam giác cân tại O, như vậy thì nó sẽ bằng cái góc EAO. Đấy. Nó bằng góc EAO, mà góc EAO thì chính là góc KAI, góc KAI thì bằng góc KCCI. Như vậy là vấn đề của tôi đã được giải quyết. KCI cũng chính là BCI, ICB. Như vậy là vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết từng cặp góc một nó bằng nhau. Thì trước tiên là tôi sẽ tận dụng có là góc AC, ABC. Tôi lấy là góc nào nhỉ? Đây, góc ICB. Thì bây giờ tôi lấy là góc ABC đi. Đấy, lại bằng cái góc CEA. Góc nội tiếp cùng chắn cung AC. Cùng chắn cùng AC. Vậy từ đây tôi sẽ suy ra, này chúng tôi dùng từ hay đi, hay cái góc IBC thì bằng góc CEA. Tức là hai cái góc này bằng nhau này, các bạn để ý hai góc này tôi có là nó bằng nhau. Đấy. Tiếp tục như tôi vừa nói thì tam giác OAE cân tại tại O, do OE bằng OA nên là cái góc OEA AEO cũng thế. Tôi viết cho nó là đúng định để quan sát cho nó dễ. AEO này nó sẽ bằng cái góc OAE. Mà cái góc OAE thì cũng chính là Y Tại sao tôi đưa về IAK, vì đưa về cái tứ giác nội tiếp này, do tứ giác nội tiếp, tứ giác ACKI là tứ giác nội tiếp. Cái này thì các bạn tự tự trình bày tự biết là, nên là tôi lại có góc KAI hay là IAK, thì lại bằng góc ICK. Góc nội tiếp
cung chắn, cung cậy, cung cậy của đường tròn. Đường tròn đi qua bốn cái điểm CI, KE, hoặc là chúng ta nói luôn là đường tròn đường kính AK cũng được. Đường kính AK. Vậy thì từ đây cái ICK của mình cũng chính là từ đây tôi suy ra IAK. IAK thì nó bằng cái góc là, tôi viết cho nó giống đây, cái góc IBC thì nó ICB, chắc là tôi viết ngược rồi. ICB đây. Hai thằng này bằng nhau à, vừa rồi tôi có cái IBC thì bằng CA, tức là hai thằng này bằng nhau, xin lỗi bạn, hai thằng này bằng nhau đấy. Bây giờ tôi lại có hai thằng này bằng nhau. Từ đây tôi suy ra góc O ALO bằng góc I CB. Đây, tôi viết hình minh họa ở đây thì các bạn nên dùng là được. Tôi có hai thằng này bằng nhau này. Đó. Đấy, tôi có hai góc này bằng nhau này. Vậy thì tổng của chúng phải bằng nhau. Tức là từ đây tôi suy ra được cái tổng CIA, góc CIA sẽ phải bằng góc CEO. CIA bằng CEO thì tôi suy ra được tứ giác nội tiếp rồi. C tứ giác CEOI nội tiếp. Tứ giác nội tiếp. Và từ tứ giác nội tiếp thì các bạn biết rằng là suy ra đường tròn đi qua đường tròn ngoại tiếp tam giác. Suy ra đường tròn ngoại tiếp tam giác CEI luôn đi qua hai điểm cố định. Hai điểm đấy chính là hai điểm O và điểm E. Như vậy là chúng ta đã giải quyết cái bài toán này. Thì ở đây tôi chúng ta đã giải quyết được bài toán này thông qua việc là chứng minh một cái tứ giác nội tiếp. Thế thì à, trong phần này tôi cũng phải nói thêm với các bạn một chút, đó là những cái điều được suy ra từ cái hình vẽ này, hay có những cái tính chất nào xung quanh cái hình vẽ này. Thì các bạn để ý rằng là ở đây chúng ta có nhiều cái tứ giác nội tiếp, và cái góc mà tôi vừa nói là góc này, cái góc CEK này đấy, thì nó bằng cái góc IBK. Nhưng mà cái góc IBK ấy thì nó lại nằm trong cái tứ giác là BEKI, và từ đó tôi suy ra nó bằng cái góc này. Tức là cái EK ấy bao giờ cũng là phân giác của góc CEI. Đấy, thì với cái biện pháp tương tự như vậy thì các bạn dễ dàng chứng minh được thằng K này, K, điểm K này chính là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác CEI. Các bạn nhớ nhé, chúng ta có hai cái góc này bằng nhau này, đúng không? Hai góc này
góc CIA và góc E IB bằng nhau, hoặc là chúng ta chứng minh theo cái kiểu là góc bằng nhau cũng được, góc này bằng góc này đấy, góc bên này thì bằng góc bên này, mà hai góc này lại bằng nhau do cái tứ giác do cùng chắn góc nội tiếp cùng chắn cùng CE. Vậy thì cái thằng IK là phân giác, EK là phân giác, vậy K chính là tâm đường tròn nội tiếp đấy. Hoặc là có một số vấn đề khi mà chúng ta có phân giác rồi thì chúng ta lại có được cái thằng EK ấy là phân giác trong, và vì là EK vuông góc với EB nên tôi có EB là phân giác ngoài ấy. Thì bây giờ nếu như tôi gọi cái giao điểm này thì tôi sẽ có một loạt các cái hình khác, một loạt các cái điểm khác, các cái tính chất khác tương tự như vậy. Ví dụ tôi lấy ví dụ ở đây, là vừa rồi thì hoàn toàn là chúng ta không hề động đến cái vị trí của điểm D một chút nào, nhưng mà hoàn toàn các bạn có thể thêm một cái bài toán khác vào đây là gì ạ? À, tôi có như tôi vừa rồi tôi nói CK sẽ là phân giác đúng không ạ? Như vậy thì tôi phân giác là phân giác của cái tam giác, tôi có thể lấy cái tam giác DCE thì các bạn sẽ có KD trên KE, thì chất đường phân giác nó sẽ bằng CD trên CE, CD trên CE, và nó bằng, vì các bạn thấy là cái CK bây giờ cũng vuông góc với CA, CK là CB á, hai thằng này vuông góc nhau nên CK là phân giác trong thì CA sẽ là phân giác ngoài, và chúng ta có được cái tính chất đó là cái thằng này thì nó bằng cái tỷ số là AD trên AE. Đấy. Với cái việc này ấy, thì cũng giống như những bài trước mà tôi đã nói, các bạn có thể bỏ đi phần tỷ số ở giữa để tạo ra bài khó hơn, đó là chứng minh rằng KD nhân với KAE, KD nhân với AE thì bằng với lại AD nhân với lại KE. Và ngay lập tức thì bài toán này cũng là một cái bài toán mà gây được cái sự khó khăn, gây được sự khó khăn. Nhưng nếu chúng ta chứng minh được là CK là phân giác của góc ECI thì mọi thứ nó sẽ được giải quyết nhanh chóng. Và nếu các bạn nhìn rộng hơn một chút thì thực chất của cái bài toán này chẳng qua lấy từ một phần của cái bài toán nào, chẳng qua lấy một phần từ cái bài toán là tam giác và hai đực cao. Tôi sẽ vẽ lại một chút này. Nếu mà AC mà cắt BE nữa, AC này cắt thằng BE này, C cắt BE đấy, thì ngay lập tức các bạn nhìn ra ngay được là nó sẽ trở thành cái bài toán quen thuộc này, một tam giác nhọn với hai đường cao giao điểm chứng minh. Và hoặc là một cái bài toán nào khác, người ta có thể cho đầy đủ đường tròn, tức là cho thay vì cho nửa đường tròn thì người ta có thể cho cả một cái đường tròn để các bạn vận dụng đấy. Thì các bạn nên linh hoạt trong cái việc là có thể khôi phục lại những cái hình quen thuộc. Trong cái phần này em hoàn toàn có thể xây dựng những cái bài toán khác nó phức tạp hơn, nó khó hơn đấy. Lát nữa thì tôi sẽ nói thêm về cái việc là tam giác được dựng ở đây như thế nào. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang cái bài toán thứ hai. Bài toán thứ hai này, các bạn đọc bài và quan sát bài toán này. Bài toán này cũng là bài toán là nửa đường tròn. Thực chất là cái nửa đường tròn chẳng qua để quy định cái việc vẽ, còn nếu chúng ta muốn thay đổi thì hoàn toàn có thể thay đổi được. Người ta sẽ thay đổi một số yếu tố khác để các bạn tưởng là nó sẽ là một cái bài toán khác, nhưng thực chất nó vẫn giữ cái bản chất của nó.
chúng ta cùng đi xử lý cái bài toán này. Thì ở đây chắc là tôi sẽ giới thiệu nhanh một chút các cái phần phần A, phần B, phần C này. Đấy, phần D. Còn lại thì các bạn tôi sẽ cố gắng là hướng dẫn các bạn những cái phần nó phức tạp. Ví dụ như phần D này chẳng hạn. Chứng minh phần A. Chứng minh. Bài toán người ta yêu cầu chứng minh tứ giác B phần A là hai cái tứ giác BC KM và tứ giác ACMD là tứ giác nội tiếp BC KM. Quen thuộc rồi đúng không ạ? Chúng ta có hai góc vuông và đương nhiên là góc này vuông bởi vì là đây. Chúng ta có từ C kẻ đường thẳng vuông góc với OA. Cho nửa đường tròn đường kính AB này, C là trung điểm của OA đây, C là trung điểm của OA. Từ C kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt đường tròn tại Y, cắt đường tròn tại Y. Một cái điểm K thuộc CI. AK thì các đường tròn tại M, AK các đường tròn tại M, K thì K thuộc CI đấy. MB cắt CI tại D. MB cắt CI tại D. Đây điểm D đây. Và chứng minh hai cái tứ giác BCKM là tứ giác nội tiếp. Phần này thì chắc là làm được. ACMD nội tiếp. A C M D nối tiếp. Ở trên cái hình này thì tôi đã vẽ thêm một số thứ để chuẩn bị cho nó dễ các cái phần khác thôi, cho nó nhanh. Tứ giác thứ nhất là tứ giác BCKM thì là có hai cái góc BCK, BCK và góc BMK. Hai cái góc này đều là hai góc vuông, một góc là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn, một góc là do kẻ vuông góc tức là theo giả thiết của người ta thì tứ giác này nối nối tiếp, như vậy là chứng minh được đúng không? Tiếp. Tứ giác thứ hai là tứ giác ACMD. ACMD. Tôi nối lại một chút. Tứ giác ACMD. Tứ giác này thì cũng không khó khăn gì với các bạn mà đều đã nhìn thấy rồi. Tôi có hai cái góc vuông. Góc thứ nhất là góc ACD và góc thứ hai là góc AM AMD AMD đều là hai góc vuông. CD CD AMD. Khi đó thì chúng ta có hai cái tứ giác nối tiếp C và M cùng nhìn AD dưới một góc 90 độ. Như vậy là phần này thì tôi sẽ không trình bày chi tiết nữa cho các bạn tự thực hiện. Phần B. K là trung điểm của CI, chứng minh rằng 4 lần CK thì bằng AB AC nhân ACB. AC nhân CB. 4 lần CK. Đấy. Nhưng mà người ta lại cho giả thiết là K là trung điểm rồi. Chúng ta có cái K là trung điểm. Đấy. Chúng ta phải chứng minh cái điều này. Thế thì ở đây tôi thường sẽ quan sát cái gì? Cái những cái đặc biệt. Cái gì đặc biệt ở đây? Đó chính là AC nhân CB. Đấy. Thì nếu các bạn nhìn AC nhân CB thì các bạn lại nhớ lại cái gọi là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Trong tam giác ở đây cụ thể là tam giác này, tam giác AIB
là tam giác vuông tại Y, và IC khi đó nó sẽ đóng vai trò là đường cao. IC sẽ đóng vai trò đường cao và các bạn sẽ có được là CA này. Tôi đi cái phần chứng minh ở đây thôi. Đó là 4 lần CK bình thì bằng AC nhân với CB. CI là đường cao, như vậy là xét cái tam giác AIB có cái góc AIB là bằng 90 độ. CI là đường cao, CI vuông góc với AB. Đấy, vậy thì từ đây tôi suy ra cái hệ thực lượng là CICA nhân với CB thì bằng IC bình phương. Mặt khác thì cái IC với K là trung điểm, trong trường hợp K là trung điểm nhỉ, thì ngay lập tức là IC sẽ gấp đôi CK, như vậy cái này nó chính là bằng 2 lần CK bình. Đấy. Và đương nhiên các bạn sẽ có được cái điều mình cần từ cái phần này. Các bạn có được điều mình cần, đó là bằng 4 lần CK bình sẽ được phải chứng minh. Như vậy là cái phần này nó khá là dễ dàng, chỉ có nhìn được cái hệ thực lượng thôi. Phần tiếp theo, là chứng minh lại một cái tích AK nhân AM trừ đi AC nhân CB thì bằng AC bình. Đấy. Chúng ta cùng quan sát cái thằng này. AK nhân với AM trừ đi AC nhân với CB thì bằng AC bình. Thế thì ở đây các bạn lại nhớ lại là cái tứ giác BCKM là một cái tứ giác nội tiếp. Và nếu như có tứ giác nội tiếp, tôi phần C tôi gợi ý một chút ạ. AK nhân AM trừ đi AC nhân CB thì bằng AC bình. Thế thì ở đây như tôi vừa nói, cái tứ giác cái phần A ấy, chúng ta đã từng chứng minh được là tứ giác BCKM. BCKM là tứ giác nội tiếp. Và hai cái cạnh của nó thì lại cắt nhau tại điểm A. Đấy, khi đó thì chúng ta sẽ viết được. Cái này thì chúng ta phải phải dùng tôi chỉ gợi ý thôi nhá. Nếu trình bày thì các bạn phải trình bày rõ là hai tam giác đồng dạng, tức là dựa trên tam giác đồng dạng thì suy ra tỷ số. Tôi thì tôi suy luôn ra là ở đây tôi viết luôn là AK nhân với AM thì bằng AC nhân với lại AB. Đấy. Thế thì từ đây thì chúng ta chỉ việc thay vào cái vế trái mà chúng ta đang cần chứng minh thôi. Chúng ta sẽ có là AK này nhân AM này trừ đi AC nhân với lại BC thì sẽ bằng AC nhân AB trừ đi AC nhân BC, và chúng ta được là AC nhóm ra ngoài, còn lại là AB trừ BC. AB mà trừ đi BC thì bằng AC, như vậy cái này chính là bằng AC nhân AC hay bằng AC bình. Tức là cái biểu thức cái đẳng thức này khá là dễ trong cái việc chứng minh, thì chúng ta chỉ cần quan sát tứ giác nội tiếp. Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa là để có được cái dấu suy ra từ đây thì các bạn phải sử dụng cái dấu suy ra này, thì buộc các bạn phải sử dụng tam giác đồng dạng chứ đừng viết như tôi thế này, tôi chỉ gợi ý thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần
D chứng minh rằng là CK di động trên trên khi K di động trên CI này, thì cái tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD luôn nằm trên một đường thẳng cố định. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD đấy, thằng AKD đấy thì luôn luôn nằm trên một đường thẳng cố định. Vậy câu hỏi đặt ra là nó là đường thẳng nào? Thế thì ở đây thường thường là khi mà các bạn đang là chế độ mò, tức là các bạn làm nhiều rồi thì đương nhiên các bạn sẽ nhận ra được, nhưng mà đang là chế độ mò thì tôi sẽ phải dịch chuyển điểm K, sau đó lại tôi lại vẽ cái hình khác, và dịch chuyển điểm K tôi lại vẽ một cái hình khác, thì khi đó tôi mới biết được là nó đi qua nó cái các cái tâm, nhìn các cái tâm thì mới biết là nó thuộc điểm cố định nào. Việc đó thì đương nhiên là sẽ mất thời gian một chút, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ không có cái cách nào khác. Nhưng ở đây nếu như các bạn nắm được phần, tức là đã từng làm rồi, thì ngay lập tức là các bạn sẽ làm được luôn. Đấy, thì cái cách làm ở đây khá là đơn giản, nó là gì? Ở đây tôi đã vẽ thêm rồi, còn trường hợp không vẽ thêm thì đương nhiên là các bạn sẽ không nhìn thấy. Kể cả thì thường thường tam giác quan sát tam giác ADI xem nó có gì đặc biệt không. Tam giác này nếu mà tôi chưa vẽ hai đường này thì chắc là cũng không có gì đặc biệt. Đấy, nó chẳng có gì đặc biệt cả. Chúng ta sẽ không tìm được, chúng ta sẽ không tìm được điều gì đặc biệt từ nó. Đấy, vậy thì tôi sẽ nghĩ đến việc đó là phải phải tìm thêm cái điểm thứ tư mà cũng thuộc đường tròn, hay nói cách khác là chỉ ra một cái tứ giác nội tiếp nào đó đấy mà cái đường tròn đấy trùng luôn với A, trong trong đó có ba cái điểm là A, I, D rồi, thì cái đường tròn đấy là đường tròn nào, điểm đấy là điểm nào, điểm đấy chính là điểm này. Tôi gọi là điểm IK, mà tôi gọi là điểm N đi ạ. Vậy thì bây giờ tôi sẽ quy về cái bài toán đó là tôi chứng minh A, I, D, N là tứ giác nội tiếp. Thế thì từ việc chứng minh này thì sẽ tạo ra cái gì ạ? Với điểm N, các bạn lưu ý nhé, điểm N là điểm đối xứng với điểm B qua qua C. Các bạn lưu ý về cách lấy nhé, tôi lấy đối xứng điểm N với điểm B qua C. Như vậy là khi mà K thay đổi thì nó sẽ cái điểm N này chả thay đổi, tức là nó sẽ là một điểm cố định. Đấy, nó là điểm cố định, và A là cố định, C cố định, B cố định, I và D thì đương nhiên là nó thay đổi theo rồi. Đấy, thế thì ở đây chúng ta có, tôi sẽ tạm thời bỏ cái phần vừa rồi đi, hai phần chứng minh vừa rồi cho nó dễ nhìn. Vậy là qua cái việc này chúng ta sẽ quy về việc phần D ạ. Để chứng minh cho cái điều này thì tôi sẽ gọi cái E là điểm đối xứng với C qua B, xin lỗi, gọi N là điểm đối xứng với B qua C. Đương nhiên là khi CN bằng CB rồi, do BC cố định, A cố định, suy ra N cũng là điểm cố định. Bây giờ tôi sẽ chứng minh rằng là cái tứ giác ANDI là tứ giác nội tiếp. Bây giờ chứng minh tứ giác nội tiếp thì tôi lại nghĩ đến chuyện đó là phải tìm xem tôi chứng minh bằng phương pháp gì, tổng hai góc bằng 180 độ, hay là hai góc nhìn một cạnh, hay là góc trong tại một đỉnh mà góc ngoài tại đỉnh đối diện.
Ví dụ tôi là người đang đi tìm kiếm, tôi đi mò mẫm chẳng hạn, thì tôi sẽ làm như sau. Nhưng mà nhớ là phải tận dụng được cái tính đối xứng. Nếu tôi có tính đối xứng thì rõ ràng các bạn biết rằng cái góc, bởi vì là C là trung điểm của AO. Từ các bạn nha. Chút nhầm lẫn. Xin các bạn, à cả đây tôi đang nhìn nhầm. Tôi đang nhìn nhầm chút. Tôi đang bị nhìn nhầm một chút. À, ở đây là như thế này. Tôi sẽ chứng minh là góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong ở đỉnh đối diện. Đây là cái bài toán mà tôi hay làm. Thế thì ở đây góc ngoài của cái tứ giác bây giờ tôi sẽ chứng minh cái này các bạn viết vào bài cũng được, không vấn đề gì. Cái tứ giác A N B K là tứ giác nội tiếp thì mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Còn giải quyết như thế nào thì lát nữa tôi sẽ giải thích sau. Khi mà tôi có điều này thì tôi sẽ chứng minh nó như thế nào. Tôi sẽ chứng minh cái góc ngoài tại một đỉnh, đây là góc ngoài, bằng góc trong ở đỉnh đối diện, đấy bằng góc này, hai góc này bằng nhau. Cái góc KAC bằng góc NBI. Tại sao hai góc này bằng nhau? Thì ở đây các bạn lại quan sát rằng là do N đối xứng với B qua C nên là cái tam giác DNEB bao giờ cũng là tam giác cân. Tam giác cân thì tôi có hai cái góc BDC và bằng góc CDN. Tức là ở đây tôi có góc, cái này cũng là gợi ý cho nó nhanh thôi. Các bạn có là do N đối xứng với B qua C. Nên suy ra cái tam giác T N cân tại nào? Cân tại đây. DC này vuông góc. Nên suy ra DC sẽ là phân giác. Hay nói cách khác là tôi sẽ có góc NDC bằng góc BDC. Hay là cái góc NDI ạ. Viết lại thôi. BDC. Mặt khác thì chúng ta nhìn vào hai cái tam giác. Tôi nói luôn như thế này cho nó nhanh, đỡ phải hiểu lầm ra. Để xét tam giác cũng được. Xét cái tam giác CAK và tam giác M DK
Hai tam giác này có cái góc vuông DMK bằng góc KCA bằng 90 độ của một góc vuông. Và cái thứ hai là góc AKC bằng góc MKD. Hai góc này là đối định. Từ đây thì tôi suy ra hai tam giác đồng dạng CAK. Quen tay. Bằng tam giác MDK. Xin lỗi, đồng dạng với tam giác MDK. Suy ra hai cái góc tương ứng là góc KAC. KAC thì bằng cái góc là MDK. Mà hai góc này thì cái góc MDK cũng chính là cái góc BDC. Mà góc BDC thì lại bằng góc NDC. Bằng góc NDC. Thì ngay lập tức là tôi suy ra tứ giác ngoại tiếp thôi. Suy ra tứ giác ANDK ngoại tiếp. Tứ giác này nội tiếp, điều đó có nghĩa là cái tâm của đường tròn đi qua ba điểm A, K, D cũng chính là tâm của đường tròn đi qua bốn điểm A, N, K, D. Và tâm đường tròn thì bao giờ nó cũng là giao điểm của các đường trung trực. Đấy, vậy thì cái tâm ấy, tâm của đường tròn, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AKD, nó chính là, hay nó thuộc, xin lỗi, nó thuộc, nó chính xác hơn, thuộc vào trung trực. Trung trực của AN. Tại sao tôi lại nhắc đến AN? Bởi vì AN cố định. Mà AN này cố định. Mà AN cố định dẫn đến là cái tâm của tôi thuộc đường thẳng cố định, dẫn đến là đường trung trực của AN cố định. Suy ra điều phải chứng minh. Cái tâm nó thuộc thuộc đường trung trực đây, trung trực của AN. Tâm nó thuộc cái đường cố định này. Thì vừa rồi là tôi đã trình bày cho các bạn một cái hướng mà thực tế ra là cái điểm N này tôi cũng phải phải thông qua việc là tôi đã từng làm rồi thì tôi mới biết được. Cái điểm tâm của nó sẽ di chuyển trên cái đường AN cố định, thì trung điểm cố định, và trung điểm cố định thì trung trực nó cố định, đã lại như vậy. Ở đây thì tôi sẽ hướng tới cái việc thứ hai, tức là tôi nghĩ là một cái cách khác để làm cái bài này. Đấy. Tôi làm như thế này, tôi làm bằng cái cách là tôi lấy trung điểm của DK, trung điểm của DK. Thì đương nhiên là cái đường
cái đường trung trực thì nó phải 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 tức là cái tâm của nó phải thuộc trung trực của DK, nhưng mà D và K đều không cố định nên là không không khẳng định được cái thằng nào cố định đâu ạ. Tôi chỉ gọi như vậy thôi ạ. Thế thì khi đó tôi sẽ nghĩ tới đó là gì? Cái đường tròn đi qua ba điểm A, I, A, K, D này. Đường tròn đi qua ba điểm này. Đấy. Thì cái thằng tâm ấy, tâm tâm của đường tròn này và tâm nó sẽ phải đi qua giao điểm của cái của hai đường của nó với cái đường tròn A, đường tròn cái nhà B. Vậy bây giờ cái giao điểm của nó với đường tròn đấy là đường là giao điểm nào? Thì tôi xác định được nó chính là cái thằng này, chính là đường nối B với Y. Đấy, nó cắt cắt đường tròn tại đâu thì đây chính là cái điểm mà thuộc đường tròn, mà đường tròn này là đường tròn ngoại tiếp AKD đấy ạ. Thì các bạn cũng sẽ ngay lập tức sẽ có một cái bài toán khác để chứng minh nữa này. Ví dụ như bài này người ta yêu cầu thì các bạn sẽ phải chứng minh rằng là cái tứ giác này tứ giác nội tiếp chẳng hạn. Đây, tứ giác này. Đấy. Cái cách đầu tiên tôi nghĩ ra nó là cách này. Chứng minh tứ giác AD. À, tôi gọi điểm này là điểm E đi. AD E AD-EK là tứ giác nội tiếp. Và khi đó thì E và A ấy, nó chính là E và A chính là giao điểm của hai đường tròn đường kính AB và đường tròn đi qua ba điểm AKD. Đấy. Thì đương nhiên các bạn sẽ thấy được là cái đường nối tâm thì cái IO nó vuông góc. Đây. Tôi đã chứng minh tôi gọi cái tâm của đường tròn này là điểm F. Đấy. Thì chúng ta có được là IO thì bao giờ cũng vuông góc với cái thằng này. Hình này thì hơi nhiều nhiều điểm nên là các bạn yêu bao giờ cũng vuông góc. Và tôi vẽ hình thì tôi cũng nhận thấy rằng là cái tứ giác mà tôi lấy ở đây, cái điểm này tôi gọi là điểm cái điểm này điểm H đi ạ. Đấy, tứ giác FHH là trung điểm của DK. Tứ giác FHBO là một hình nhánh và tôi đã chỉ ra rằng là cái FH thì nó bằng với lại BO. Đấy. Nhưng ở đây để chỉ ra điều đó thì tôi phải khẳng định được hai điều. Một là cái thằng này vuông góc. Thằng này vuông góc thì tôi muốn chỉ ra được thì tôi sẽ chứng minh cái tứ giác AKED là tứ giác nội tiếp. Và cái điều thứ hai mà tôi chỉ muốn chỉ ra thì là cái thằng này cũng vuông góc, tức là cái thằng HB này cũng vuông góc với thằng AE. Đấy. Tôi làm được hai điều này thì tôi sẽ suy ra được cái điều mình cần. Đương nhiên là cái cách này sẽ tương đối là phức tạp. Và tôi phải mất khá là nhiều thời gian để có thể chứng minh được hay là nghĩ ra được cái cách này. Tuy nhiên đấy cũng là một cái điều tham khảo. Ở đây thì tôi sẽ gợi ý cho các bạn một cái cách để chứng minh là cái tứ giác này nội tiếp. Tôi chứng minh tứ giác nội tiếp thì tôi sẽ chứng minh đây cái góc này. Đấy. Hai góc cùng nhìn một cạnh, góc EDK này bằng góc EAK này, tức là bằng góc này. Mà góc EAK thì lại bằng góc MBE, tức là bằng góc này.
Nên tôi đang cố gắng, tôi cố gắng để chứng minh cái thằng hai cái góc này bằng nhau, thì tôi lại áp cái tam giác, đó là tam giác HED, tam giác HED nó đồng dạng với lại tam giác HBD, đó HDB, hai tam giác này đồng dạng với nhau. Vì sao hai tam giác này đồng dạng thì nó lại là cái quá trình nữa, nói chung là tương đối nó phức tạp. Tôi sẽ chỉ ra được rằng là cái thằng HK là cái tiếp tuyến, còn bài toán chứng minh tiếp tuyến này thì khá là quen thuộc rồi. HK là tiếp tuyến, HHM xin lỗi, HM là tiếp tuyến của đường tròn đường kính AB đấy. HM là tiếp tuyến thì tôi có được HM bình này sẽ bằng HE nhân với HB này. HB. Từ đây tôi suy ra tỷ số này. Suy tỷ số có góc chung thì tôi suy tam giác đồng dạng. Để chứng minh được đây đây cũng là một cái bài toán mà chúng từng làm rồi, chứng minh được HM là tiếp tuyến. HM là tiếp tuyến bằng cách chứng minh HM vuông góc với lại HMO. Còn còn cái góc này là góc vuông thì nó hiển nhiên rồi, góc này góc vuông hiển nhiên, bởi vì là góc AEB là góc nội tiếp chắn được đường tròn, và đương nhiên là cái hình này nó sẽ sinh ra rất là phức tạp đấy. Thì đấy là một cái ví dụ để các bạn hình dung được là người ta có thể biến đổi cái hình này nó phức tạp lên thêm một chút. Chúng ta chuyển sang cái bài toán thứ ba. Nội dung của bài toán như sau. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB bằng 2R. Đường kính AB bằng 2R. Tiếp tục gọi H là điểm nằm giữa O và B. Đường thẳng đi qua H vuông góc AB cắt nửa đường tròn tại C. Đấy, đường tròn góc này đi qua H vuông góc cắt nửa đường tròn tại C, gọi Y là trung điểm của dây CA, chứng minh rằng tứ giác OICH nội tiếp. OICH nội tiếp thì cái phần này đương nhiên là sẽ không gây được khó khăn, bởi vì nếu Y là trung điểm thì khi đó OI sẽ vuông góc với AC, đường kính, mối quan hệ giữa đường kính và dây á, thì tứ giác này có hai cái góc vuông nằm ở vị trí đối diện, tổng của chúng bằng 180 thì suy ra nó là tứ giác nội tiếp. Cái câu này thì sẽ không gây được khó khăn gì. Chúng ta sẽ cùng đi chứng minh. Cái câu A thì các bạn có thể tự xử lý đấy với cái việc là hai cái góc vuông này. Chỉ là tứ giác có hai góc vuông nằm ở vị trí đối diện. Phần B. Chứng minh AO nhân với IH, AO nhân với lại IH thì bằng AI, AI nhân với lại OC. AO nhân với IH thì bằng AI nhân với lại OC.
I A O C. Chúng ta sẽ thử chuyển cái thằng này về dạng tỷ số xem như thế nào. AO này nhân với IH này bằng với AI này nhân với OC này. OC tôi chưa nói. OC nếu tôi chuyển thành tỷ số và cố gắng để đưa về các cái tam giác độc giác có thể chúng ta quan sát xem có cái góc nào IH IH ta sẽ chuyển cái thằng này về dạng tỷ số thì tôi chuyển về là AO này trên OC này bằng với lại AI này trên IH. Chúng ta thử quan sát hai cái tam giác OAC, OAC là tam giác cân. Rồi, và tam giác AIH, rồi, đấy, chúng ta đã nhìn thấy được. Từ cái này để chứng minh được thằng này thì tôi sẽ nhìn hai cái tam giác đó là tam giác AOC. Chúng ta viết đúng theo thứ tự thì chúng ta sẽ có được những cái điểm trùng nhau, ví dụ O này, II này đúng không? Thì ta sẽ đọc được ra cái tam giác AOC đồng dạng với tam giác AIH. Hai tam giác này có những cái gì? Hai tam giác này, tam giác AOC thì là tam giác cân rồi. Còn tam giác IAH có cân không? Và cũng cân đúng không ạ? Rồi. Các bạn chú ý đến đây là tôi có được có cái góc OCA bằng cái góc A. Hai góc này bằng nhau. Đấy. Rồi, rồi, rồi. Các bạn nhắn tin làm tôi chưa? Phân tâm, tôi nói bé quá, bởi vì là nói to thì hơi ngại nên là tôi nói bé. Rồi, bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái tam giác AOC và tam giác AIH. Đấy thì ở đây có cái góc. Có góc A C O bằng cái góc I H A H A là góc nội tiếp cùng chắn cái cung
yêu. Cái góc thứ hai mà chúng ta có thể thấy nó bằng nhau đó là cái góc chung, góc I A H là góc chung. Vậy từ đây tôi sẽ suy ra được tam giác lục dạng, và từ tam giác lục dạng thì tôi suy ra tỷ số. Ok, nhất trí, tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần thứ, đó là OH bằng R trên 3, lấy K là trung điểm của OA. K là trung điểm của OA. OH bằng R trên 3. Chứng minh rằng BI vuông góc với IK. BI vuông góc IK tức là cái góc này bằng 90 độ. Để chứng minh bằng 90 độ thì sao nhỉ? Ở đây chúng ta đã có cái giả thiết chứng minh BI vuông góc với IK. Chúng ta đã có cái giả thiết đó là cái BH bằng R trên 3. À, xin lỗi, OH bằng R trên 3. OH. Vậy thì nếu như tôi có OH này bằng R trên 3, khi đó thì tôi sẽ suy ra được là cái thằng HB hay là BH thì sẽ bằng 2R trên 3. 2R trên 3 bán kính. Đấy. OH bằng 2R trên 3 thì ngay lập tức các bạn xác định được ngay lập tức các bạn thấy là cái tam giác ABC là tam giác vuông tại C và CH là đường cao. Như vậy thì từ đây tôi có thể tính được BC theo R. Tức là ở đây khi mà cho cái độ dài thì tôi nghiêng về tính toán nhiều hơn. Nhưng có những phần thì người ta không tính toán, người ta có thể làm luôn cũng được. Nhưng mà ở đây thì tôi sẽ nghiêng về tính toán. Tôi sẽ tính được BC ở đây là bằng BH này, BC bình thì bằng BH nhân với lại BA. Nên dễ dàng tôi tính được BC. BH thì bằng 2R trên 3. Còn BA thì bằng 2R. BA thì bằng 2R. Như vậy cái này nó chính là bằng 4R bình trên 3. Và từ đây thì tôi tính được BC. BC chính là 2R trên căn 3. Đấy là BC. BC tôi tính được. Và đương nhiên AB biết rồi thì ngay lập tức tôi tính được AC. AC thì bằng căn bậc 2 của AB bình trừ đi BC bình. Nó chính là bằng căn bậc 2 của R bình. Đấy. Trừ đi 4R bình trên 3. Cái này các bạn tự thay và các bạn tính được. 12, 12 trừ 4 bằng 8. Như vậy cái này là 2R căn 2 trên căn 3. Từ đó thì các bạn tính được
cái IC thôi. IC. IC. IC ở đây chính là bằng thực chất này. Cái bài này có rất là nhiều cách. IC. Điểm Y nằm đây các bạn để ý nhé. IC bằng 1 phần 2 của AC. Nên nó sẽ bằng R căn 2 trên căn 3. Tính được IC thì chúng ta có thể tính được BI, còn IK thì bằng một nửa AO. BK thì tính được, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể dùng Pythagore để chúng ta chỉ ra cái tam giác vuông. BI này thì bằng căn bậc 2 của CI bình BC bình cộng với lại CI bình. BC bình. BC bình thì chính là 4R bình trên 3 cộng với CI bình, tức là 2R bình trên 3. 4 cộng 2 bằng 6, 6 chia 3 bằng 2, tức là nó bằng R căn 2. Đấy. Thằng IK thì các bạn biết rồi, nó là trung tuyến của tam giác vuông AIO, nên là IK sẽ bằng một nửa cạnh huyền AO, tức là bằng R trên 2. R trên 2. Còn thằng BK là bằng R cộng với lại R trên 2. R cộng với R trên 2 là bằng 3R trên 2. Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ kiểm tra cái Pythagore cho cái tam giác BIK. BI bình cộng với lại IK bình thì bằng cái gì? Bằng 2R bình cộng với R bình trên 4. Đấy. Thì nó chính là bằng 8 9 9R bình trên 4, và căn lên thì chính là 3 phần 2R. Chính là bằng BK bình. Vậy thì tôi sẽ suy ra tam giác vuông. Tức là với cái cách tính này thì chúng ta sẽ không cần phải đến các cái tính chất gì cả cho nó mệt. Cũng có một cái cách thứ hai là sau khi mà chúng ta tính được, chúng ta nhớ là IC thì bằng với IH. Có cách nhìn thứ hai nhé, là chúng ta có IC này thì bằng với IH. IC bằng IH. Tức là ta biết được IH. IH là bằng R căn 3 trên R căn 2 trên căn 3. Đấy. Chúng ta có thằng này là bằng 2 phần 3. 1 phần 3 cộng với 1 phần 2. Thằng H không phải trung điểm. Cái này chẳng hạn. Chúng ta sẽ bỏ cái này đấy. Tóm lại là trong phần này thì chúng ta đã chứng minh được là BI vuông góc với IK tại Y. Trong đó K thì là trung điểm của AO. Vậy thì ở đây người ta có thể hỏi các bạn một cái bài toán khác. Các bạn biết rằng là tam giác AIO là tam giác vuông vuông tại Y. Như vậy K chính là tâm đường tròn ngoại tiếp, mà tâm BI nó vuông góc với
BI vuông góc YK, thì điều này có nghĩa là tôi có thể thay bằng câu hỏi đó là gì? Chứng minh rằng BI là tiếp tuyến của đường tròn. Ngoại tiếp tam giác. À, yêu. Đấy, người ta có thể thay bằng cái câu hỏi như thế. Thì ở đây các bạn lưu ý là dù có câu hỏi này hay câu hỏi này thì chúng ta đều phải giải quyết cái ý đó là tam giác vuông. Từ đây, từ cái Pythagore này chúng ta sẽ suy ra là tam giác BIK vuông tại Y. Vuông tại Y thì suy ra BI vuông góc YK. Như vậy là chúng ta đã giải quyết được một cái bài về nửa được tròn khác. Giờ chúng ta chuyển sang bài thứ tư. Bài số 4. Nội dung của bài số 4 như sau. Cho nửa đường tròn tâm ô bán kính R, đường kính AB. Tôi vẽ sẵn rồi đấy ạ. Điểm C là điểm chính giữa của cung AB. C là điểm chính giữa. Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho CD bằng CB. CD bằng với CB, hai đoạn này bằng nhau. OD cắt AC tại M. OD cắt AC tại M đây. Từ A kẻ đường thẳng AH vuông góc với OD. Từ A kẻ AH vuông góc với OD. H thuộc OD. AH cắt DB tại N. AH cắt DB tại N. Cắt nửa đường tròn tại E. Câu đầu tiên là chứng minh tứ giác MN MCNH là tứ giác nội tiếp. MCNH. Chứng minh tứ giác MCNH nội tiếp. Và OD thì song song với EB. OD song song với OD song song với EB. Cái tứ giác này nội tiếp thì khá là dễ rồi. Chúng ta có cái góc MCN chính là góc ACB là bằng 90 độ. Góc MNH. MHN xin lỗi. Bằng 90 độ. Góc này bằng 90 độ do là kẻ AH vuông góc với lại OD, tức là góc này vuông toàn bộ là do giả thiết. Như vậy là tứ giác này nội tiếp là không khó khăn. Bây giờ là chứng minh OD song song với EB thì cái này cũng dễ rồi, bởi vì là chúng ta có cái góc OEB là bằng 90 độ. Đấy. Như vậy là hai cái thằng EB và thằng OD này cùng vuông góc với AE thì suy ra là hai thằng này song song. Ok, như vậy là song song là xong phần A là được rồi. À, các bạn để ý kỹ là cái phần A này nó không khó khăn nên các bạn có thể tự tự thực hiện đấy. Gọi K là giao điểm của EC và OD. K là giao điểm của EC và OD.
Chứng minh tam giác CKD bằng tam giác CEB. Chứng minh tam giác CKD bằng tam giác CEB. CKD, CKD bằng CEB. Ồ, chúng ta đã có song song rồi đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta có cái góc góc KDC, góc KDC bằng cái góc EBC, EBC này là do so le này, so le trong, góc ở vị trí so le trong. Cái góc KCD bằng góc ECB vì hai góc ở vị trí đối định. KCD bằng cái góc ECB, hai góc này ở vị trí đối định. Cái cạnh xen giữa là cạnh CD nó bằng với cạnh CB theo giả thiết. Vậy thì từ từ hai điều này tôi sẽ từ ba điều này tôi sẽ suy ra hai tam giác bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Rồi, vậy là ý này chứng minh cũng khá là dễ dàng. Các bạn chỉ cần là trình bày cho nó cẩn thận một chút. Suy ra C là trung điểm, đương nhiên rồi là tam giác bằng nhau. Từ tam giác bằng nhau thì tôi sẽ suy ra được là CK bằng với CE. Mà vì C thuộc KE nên là C là trung điểm. Cái này là rất là dễ dàng để suy ra rồi. Như vậy là cái phần này không khó khăn. Tiếp theo, phần C. C. Chứng minh tam giác EHK vuông cân. EHK vuông cân. Vuông thì đúng rồi, thì bây giờ cân và MN thì song song với AB. Tam giác EHK song song với AB. Tính theo R diện tích của hình tròn MCNH. MCNH. Rồi. Trước hết là giải quyết cái phần tam giác vuông cân đã. Chúng ta có như thế nào? Chúng ta có tam giác vuông rồi này. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nó cân hoặc là chứng minh góc bằng 45 độ. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy ngay cái góc bằng 45 độ luôn. Đấy, đây cái góc này. Chúng ta có cái góc góc CEH. 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 Nó là cái góc, nó cũng chính là cái góc CEA đấy ạ. CEA. Nó là cái góc mà chắn cung AC, mà C là cái điểm chính giữa của cung AB nên là cái cung AC sẽ bằng 45 độ. Xin lỗi, bằng 90 độ. Và do đó thằng này bằng nhân với sụp bằng nửa số đo nhé. Số đo của cung AC và bằng 1 phần 2 90 độ và 45 độ. Như vậy là một cái tam giác vuông có một góc bằng 45 độ thì tam giác đấy là tam giác cân thôi. Tam giác EHK này có góc CEH này. CEH cũng chính là KEH bằng 45 độ này. Góc KHE này bằng 90 độ. Suy ra nó vuông cân. HK vuông cân tại H. Tiếp theo thì chúng ta chứng minh MN song song với MN đây. MN
song song với AB. Vậy để chứng minh MR song song AB thì chúng ta cố gắng là đưa về góc, đúng không? Góc cặp góc so le hoặc là đồng vị chẳng hạn. Đồng vị so le với những cái giả thiết mà chúng ta có ở đây. Tôi sẽ thử xem nào. Đồng vị so le. Chúng ta có cái góc góc này đang cần chứng minh bằng góc này này chẳng cùng AB. Song song à? MN song song AB. MN song song AB thì tam giác MNB là tam giác vuông cân rồi. Còn điều gì để nói nữa đâu? Xin lỗi, tam giác CMN là tam giác cân, vuông cân rồi. CMN.
Chúng ta có là C là trung điểm của DB này, và ta xét cái tam giác, xét tam giác ADB. Tam giác này có C là trung điểm, AC là trung tuyến này, AC là trung tuyến và là đường cao. Nên suy ra là tam giác này sẽ cân, đây là tam giác ABD cân tại A. Tam giác này cân thì các bạn lưu ý là cái góc này bằng 45 độ. Lại có cái góc BC bằng 45 độ. Đấy, từ đây thì tôi sẽ suy ra được là cái tam giác ABD, hay là cái góc này sẽ bằng 90 độ, hay là tam giác ABD vuông cân tại tại A. Thực tế thì không cần cái gì chứng minh vuông cân tại A này cũng được, mà tôi đã biết rồi thì thôi. Ở đây các bạn để ý cho tôi là cái tứ giác ACD nó cũng là một cái tứ giác nội tiếp. Tứ giác ACD là tứ giác nội tiếp bởi vì là có hai cái điểm H, điểm M, chú ý điểm M nằm ở đây nhá. Đấy. Có điểm có cái góc AHD và ACD. AHD bằng ACD bằng 90 độ. Tứ giác nội tiếp thì tôi sẽ suy ra được cái góc cùng chắn cung. Đó chính là góc ADAC bằng cái góc DAC. DAC bằng cái góc DHC. DHC hình có nhiều đường nên là nhìn nó bị loạn. DAC bằng DHC. DAC thì bằng 45 độ, như vậy DHC cũng sẽ bằng 45 độ. Lưu ý là cái góc DAC là góc này, là cái góc mà chắn cái cung AC ấy, nên nó cũng bằng 45 độ. Vậy DHC bằng 45 độ. DHC mà DHC thì bằng với góc MNC. DHC bằng góc MNC, góc nội tiếp cùng chắn cung MC trong cái đường tròn đi qua MHNC. Như vậy thì tôi sẽ có được cái góc MNC bằng 45 độ. MNC bằng 45 độ. Và bằng 45 độ thì trong cái tam giác AMN ấy, hoặc là chúng ta sẽ suy ngay ra được là cái góc MNC MNC này bằng góc ABC. Đấy, mà hai góc này ở vị trí đồng vị. Hai góc ở vị trí đồng vị. Nên tôi suy ra được là AB song song với MN. Như vậy là chúng ta có AB song song với MN. Tiếp theo, ý tiếp theo người ta yêu cầu là tính theo R diện tích của hình tròn ngoại tiếp tam giác MNCH. 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 Đấy. Thế thì ở đây các bạn
thấy là tính diện tích của hình tròn này thì chúng ta có sẵn cái yếu tố song song rồi, yếu tố góc bằng 45. Nhưng mà chúng ta lại không tính được, yếu tố góc bằng 45 tức là tam giác CMN là tam giác cân. CMN cân, cân tại C, góc bằng 45. Cái này là tôi vẽ thêm rồi thôi. Nhớ là AB thì bằng với AD này, bằng với AB bằng 2R rồi. Cái này có cách tính nào đó mà. Bây giờ chúng ta sẽ phải tính cái bán kính đường tròn này, và bán kính ở đây chính là tính cái thằng MN, tính MN theo R. Tính MN theo R, R là bán kính, trong đó AB bằng AD bằng 2R. Thì sẽ tính như thế nào? À, suy nghĩ một chút. MN theo R. Thực tế là có một cái bài mà đã từng chứng minh rồi, từng làm rồi ấy, nhưng mà cái vị trí của tam giác vuông nó bị đảo ngược đi. Thì khi người ta cho biết góc thì mình sẽ tính được cạnh. Cho biết góc thì tính được cạnh. Ở đây có cái giả thiết gì mà chúng ta chưa sử dụng không nhỉ? Chưa sử dụng như vậy chúng ta tính được AH. AC tính được thì tính được tỷ lệ.
chúng ta có rồi. Xin lỗi các bạn một chút là tôi có một chút gián đoạn một chút. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại. Chúng ta sẽ tính cái thằng rồi, như tôi vừa mới phân tích thì bây giờ chúng ta đi tính MN. Thì các bạn quan sát cái tam giác ADB. ADB. Đấy. Bởi vì là hình như nhiều chi tiết quá là khi nào các bạn nhìn nó sẽ khó khăn hơn. Thì chúng ta có DO là trung tuyến này. Trung tuyến của tam giác ADB. Đúng không? Tiếp tục là AC là trung tuyến. AC cũng là trung tuyến. Mà hai cái thằng DO và AC cắt nhau tại M. Suy ra M sẽ là trọng tâm. M là trọng tâm của tam giác. M là trọng tâm thì chúng ta suy ra mối quan hệ giữa cái CM và AC ấy. Chúng ta có là CM sẽ bằng 1 phần 3 CA. Mà chúng ta biết rằng là cái CA, cái đường tròn này, cái AB thì bằng 2R mà tam giác ACB là tam giác cân. Nên là chúng ta có thể tính được CA, CA bằng với CB. CA bằng với CB bằng 2 lần thì bằng 4R bình, như vậy nó bằng R căn 2 trên 3. Căn như là nhân với 1 phần 3 rồi đấy ạ, còn CA thì bằng R căn 2 thôi. Đấy. Như vậy tính được CM. CM thì đương nhiên bằng với CN, tức là cái này bằng CN. CN cũng bằng R căn 2 trên trên 3. Và khi đó thì chúng ta có thể tính được MN. MN sẽ bằng căn bậc 2 của CN bình cộng với lại CM bình. Thì kết quả ở đây sẽ là cái này bình phương là 2R trên 9 cộng với 2R trên 9 là 4R trên 9. 4R trên 9 căn nên là 2R trên 3. MN bằng 2R trên 3 thì có nghĩa là cái bán kính, tôi gọi là bán kính của đường tròn ngoại tiếp thì R nhỏ sẽ chính là bằng R trên 3. Vậy diện tích của hình tròn ngoại tiếp tứ giác MCNH chính là bằng PR bình. PR nhỏ bình tức là bằng pi nhân với lại R trên 3 bình phương, tức là bằng PR bình trên 9. Trên 9. Như vậy chúng ta có là diện tích bằng PR bình trên 9. Diện tích của cái đường tròn ngoại tiếp MCNH này bây giờ là bình trên 9. Nên các bạn lưu ý là khi mà trình bày thì các bạn là nhớ cái đơn vị, nếu mà không có đơn vị thì các bạn sẽ ghi vào là đơn vị diện tích hoặc đơn vị thể tích. Đấy, đấy là cái phần trình bày tôi trình bày vắn tắt về cái cách làm cái phần cuối cho các bạn. Cái ý tưởng mà dẫn đến chỉ có duy nhất là trọng tâm, mà là trọng tâm thôi. Chúng ta tiếp tục chuyển sang một cái bài tập khác. Chúng ta chuyển sang bài tập số 5. Bài tập số 5. Bài tập này như sau ạ, cho tam giác à, đây thiếu chữ. Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O bán kính R, hạ các đường cao ADBE của tam giác cắt nhau tại H và kẻ đường kính CF của đường tròn O. Cái bài này là bài mà hết sức là quen thuộc. Tôi đã từng hướng dẫn các bạn rồi.
Chứng minh AEDB nằm trên một đường tròn. AEDB, thì bốn cái điểm này chúng ta sẽ chứng minh dựa vào, chúng ta sẽ không chứng minh tứ giác nội tiếp, bởi vì tại không phải tự tự nhiên mà người ta lại ở đây thì có tam giác nhọn nó nên cũng có thể, nhưng mà chúng ta cũng cũng đừng lên chỉ bằng tứ giác nội tiếp, mà chúng ta chỉ nên cái phần A này á, chúng ta khi là DB cùng một đường tròn. AEDB thuộc cùng một đường tròn. Chúng ta có cái góc AEB bằng 90 độ theo giả thiết này. Hoặc là VBE là đường cao. Tùy bạn tự các bạn biết này. Để thể hiện này ADB bằng 90 độ. Cái này cũng do giả thiết. Để từ đây thì tôi suy ra là E và D thì thuộc đường tròn. Thuộc đường tròn đường kính, AB. Từ đây thì tôi có được là bốn điểm thuộc cùng một đường tròn thôi. ED AB thuộc cùng một đường tròn. Thực tế cái hình này là cái hình mà nó đã bị đảo đi một cạnh khác. Bình thường tôi lấy là AC thì gọi là nhìn rõ hơn. Tiếp theo là chứng minh cái tứ giác AHBF là hình hình hành. BF là hình hình hành. Đây đây là một cái bài toán về tam giác đường tròn mà tôi đã có dịp giới thiệu rồi. AF BH đây, A này, F này, BH BH là hình hành. Tại sao nó là hình hình hành thì chứng minh là hai cạnh đối song song. Chúng ta có là cái góc CF AC là bằng 90 độ, góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Nên là AF vuông góc với AC. AF này vuông góc với AC. Mặt khác mình có BE cũng vuông góc với AC. BE. Đây là tôi trình bày vắn tắt thôi ạ, các bạn phải trình bày một cách chi tiết, nó không có thể nhiều thời gian. BE vuông góc với AC nên suy ra AF thì song song với BE. AF song song với BE. Hay là AF song song BH cũng thế đấy. AF song song với BH. Tương tự. Tương tự ta có là cái góc CBF là vuông nên là BF cũng vuông góc với lại BC. Mặt khác tôi lại có AD cũng vuông góc BC. Nhưng từ đây tôi suy ra là BF song song với AD. Hay BF song song với BH. Đấy, hai cạnh đối tứ giác AFBH có hai cạnh đối song song thì nó sẽ là hình hành. Để xét cái tứ giác AFBH
DH có AF song song với BH, BF song song với AH. AH chỗ này là AH, xin lỗi các bạn. Từ đây thì ra tự giác này mình hành là hình bình hành. Câu tiếp theo: chứng minh rằng là đường tròn tâm O, cho đường tròn O và dây AB cố định điểm C di chuyển trên cung lớn, chứng minh rằng là độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp CDE không đổi. Cái câu này cũng là một cái câu khá là quen thuộc rồi. Bán kính đường tròn ngoại tiếp CDF, mà đường tròn ngoại tiếp CDF chính là đường tròn mà đi qua bốn điểm CDHE, tức là chúng ta có cái tứ giác CDHE là tứ giác nội tiếp. CDHE là nội tiếp. Nội tiếp cái gì ạ? Nội tiếp đường tròn đường kính CH. Đấy, nội tiếp đường tròn đường kính CH. Nên là cái bán kính của nó chính là bằng một nửa của CH. Bây giờ chúng ta muốn chứng minh là bán kính đó không đổi thì chúng ta cần chỉ ra một cái đại lượng không đổi, thì chúng ta biết rằng là cái này chúng ta đã làm vài lần rồi. Chúng ta sẽ gọi điểm M là trung điểm của AB, M là trung điểm. Thì khi đó các bạn có là MO này nối M với O. Gọi Y là trung điểm của HC. Y là trung điểm của Khi đó thì cái hình này thì hơi khó nhìn một chút, nhưng các bạn nhớ rằng là OM thì vuông góc, và đương nhiên cái thằng CH này cũng vuông góc, tức là bao giờ tôi cũng có sẵn là OM, M là trung điểm của AB nhá, OM thì song song với lại CH. Đấy. Thế thì ở đây các bạn chỉ cần lấy thêm cái này là sẽ xử lý được ạ. Các bạn để ý rằng là do AFBH là một hình bình hành, nên do AFBH là một hình bình hành nên là AFMH bao giờ cũng thẳng ngang. FMH thẳng ngang. F FMH mà thẳng hàng thì điều đó có nghĩa là cũng cũng bởi vì M là trung điểm của AB nên suy ra M sẽ là trung điểm của FH. M là trung điểm của FH. M là trung điểm của FH thì trong cái tam giác FHC cái OM sẽ là được trung bình. OM là đường trung bình. Trung bình của tam giác FHC. Và khi nó là đường trung bình rồi thì các bạn biết ngay là CH sẽ bằng hai lần OM là tính chất rồi. Mà OM là vì O cố định, AB cố định nên là OM cố định. OM cố định thì cái độ dài của CH cũng cố định. Độ dài CH cố định thì suy ra bán kính đường tròn ngoại tiếp không đổi. OM cố định.
suy ra độ dài CH cố định, hay là không đổi, xin lỗi, dùng cái từ không đổi thì chính xác hơn, không đổi, suy ra bán kính của đường tròn là không bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác CED không đổi. Đấy thì đây là cái bài toán quen thuộc rồi và chúng ta đã làm rồi, nên là chúng ta có thể làm được một cách dễ dàng. Ví dụ như là có những phần các bạn cần phải để ý, ví dụ như là cái bài toán này có thể nảy sinh thêm một số yếu tố nữa, như là chứng minh rằng là CI này, CI nó vừa song song vừa bằng OM này, đúng không ạ? Khi đó thì chúng ta có CIOM là hình mì hành chẳng hạn. OM là hình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác thì bao giờ mình có là H này, OG thẳng hàng và bằng 1 phần 3. Đấy, nối cái này lại. Đây là những cái bài toán quen thuộc. Thế thì trong cái bài này chúng ta để ý các cái tính chất, thì có những bài người ta sẽ không cho cái đường kính này, và việc không cho đường kính thì mọi thứ nó sẽ trở nên phức tạp khi các bạn chứng minh, tức là các bạn sẽ làm nó tương đối là khó khăn khi mà không có. Và ở đây thì đặc biệt là lưu ý chúng ta phải tận dụng cái giả thiết hình mì hành để tạo ra cái điều mình cần. Thì đấy là bài toán số 5 mà tôi muốn hướng dẫn các bạn. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài toán số 6. Bài toán 6. Vì nó không có nhiều thời gian nên là tôi sẽ hướng dẫn nhanh, còn các cái phần trình bày thì các bạn sẽ tự trình bày lấy. Và các bạn có thể là tua đi tua lại để ý xem là cách tôi, bởi vì tôi nói có thể là hơi nhanh một chút. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 6. Cho tam giác ABC nhọn AC lớn hơn AB nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao BD và CE cắt nhau tại H, BC cắt DE tại Q và AF cắt đường tròn O tại K. Chứng minh rằng tứ giác BCDE là tứ giác nội tiếp. BCDE thì cũng giống như bài vừa rồi thôi. Cái phần A thì giống như bài vừa rồi. Chứng minh tứ giác BCDE nội tiếp. BCDE là tứ giác nội tiếp thì có hai góc vuông ở đây rồi. Tương tự FA nhân với FK bằng FE nhân FD, FA nhân FK bằng FE nhân FD. Thì chúng ta sẽ chứng minh rằng là nó cùng bằng cái FB nhân FC thôi. Để ý là FA này nhân với FK thì nó bằng với lại FB nhân với lại FC. Còn FB nhân FC do cái tứ giác BCED nội tiếp nên là FB nhân FC lại bằng FE nhân với lại FD. Và chúng ta có thể dễ dàng giải quyết được phần này. Và nhớ là phải sử dụng, ở đây là tôi chỉ gợi ý thôi, còn nhớ là khi mà làm thì phải sử dụng các cái tam giác đồng dạng.
Vậy M là trung điểm của BC, chứng minh rằng FH vuông góc với AM. Chứng minh FH. FH đây. Vuông góc với AM. Chứng minh FH vuông góc với AM ấy, thì các bạn quan sát các bạn sẽ thấy được là thực tế thì chúng ta có AH là vuông góc với BC, mà bây giờ lại có FH lại vuông góc với AM nữa, thì điều này chứng tỏ rằng là cái thằng H này phải là trực tâm của tam giác FAM. Vậy bây giờ thì tôi sẽ phải có điều gì ạ? Tôi sẽ phải chỉ ra rằng là chúng ta, tức là cái ba cái điểm này, tức là bây giờ tôi sẽ phải chỉ ra rằng thằng H là trực tâm. Thằng H là trực tâm thì tôi hướng đến việc là chứng minh ba điểm này thẳng hàng. Ba điểm đó là điểm F, điểm K, điểm H, điểm M. Thì thực chất là cái bài này nó chính cái bài vừa rồi các bạn làm một chút, các bạn để ý rằng là nếu mà tôi lấy cái đường kính AF ấy, đúng không ạ? Lấy đường kính AF thì bao giờ tôi cũng có là góc AKF là góc vuông. AKF đây là góc vuông. Tôi lấy điểm F ở đây. Góc AKF là góc vuông. Vuông. Góc nội tiếp chắn là đường tròn. Đấy. Thế thì bây giờ tôi cần chứng minh thêm là cái thằng AKF là góc vuông. FHM thì thẳng hàng rồi, FHM thẳng hàng. Bây giờ làm sao để chứng minh là K cũng nằm trên cái thằng này thôi. Tức là các cái điểm là K này, H này, M này và F là thẳng hàng. K, H, M, F thẳng hàng. Tức là chúng ta quy về việc là chứng minh cái thằng này góc này cái góc AK bằng 90 độ hay là góc AKM bằng 90 độ. Minh bằng tứ giác nội tiếp. Thế nào? Chứng minh bằng tứ giác nội tiếp. Vừa rồi thì chúng ta có cái tỷ số này. Chúng ta có F A nhân FK. Phần C chúng ta có FA này nhân với FK này. Từ phần B á thì chúng ta bằng là FE nhân với FD. Từ cái điều này thì chúng ta suy ra được cái tứ giác là tứ giác A K ED là tứ giác nội tiếp. Giác AKD nội tiếp, cái này thì tính chất mà ta được suy ra rồi. Thế thì sau đó là chúng ta sẽ thấy được là AEHD thì là cũng nội tiếp. AEHD là nội tiếp.
Nội tiếp này là nội tiếp đường tròn. Đường tròn, đường kính. AH. Do hai cái góc vuông, góc ADH là góc vuông, góc AEH. Mà hai cái tứ giác này là chung nhau tới 3 điểm rồi, AED rồi, AED rồi. Như vậy là 5 điểm là A, E, D, H và K thì cùng thuộc một đường tròn. Cùng thực đường tròn. Đường tròn ở đây là đường tròn đường kính AH. Cùng thực đường tròn đường kính AH. Đường tròn đường kính AH ấy, thì đương nhiên từ đây tôi sẽ suy ra được là góc AKH là bằng 90 độ. AKH bằng 90 độ. Mặt khác thì chúng ta lại có là FH, FMH thì thẳng hàng. Đúng không ạ? Như như thế này chúng ta đại loại là từ đây thì chúng ta suy ra là HK thì vuông góc với AF. HK vuông góc AF. Mà cái thằng F FMH thẳng hàng nhé. Và đương nhiên điều đó có nghĩa là HK thì xin lỗi, HK vuông góc với AK. Tôi nhầm chút. HK vuông góc với AK. Rồi, tiếp tục chúng ta lại có FK. FK cũng vuông góc với AK. Qua điểm K thì chúng ta có hai đường vuông góc, vậy thì nó phải trùng nhau. Tức là FHK phải thẳng hàng. FHK thẳng hàng. FHK thẳng hàng mà FHM thẳng hàng rồi thì suy ra là MH vuông góc với lại AK. Suy ra là MH phải vuông góc với AK hay là vuông góc với AF cũng thế. Từ đây thì tôi có được H là trực tâm. Trực tâm của tam giác H là trực tâm thì ở đây lưu ý là tôi có AH đã vuông góc rồi nhưng tôi mới có F là trực tâm. AH là trực tâm. Mà H là trực tâm thì suy ra là FH sẽ vuông góc với AM. Đấy là bài nội dung của bài số 6. Thì bài này cũng là một cái bài rất là quen thuộc rồi, chỉ có điều là người ta chuyển cái điểm F sang một cái vị trí khác và việc xoay cái hình sang sẽ làm cho các bạn cảm giác là nó lạ hơn, cảm giác nó lạ hơn một chút. Thế thôi, tiếp tục chúng ta cùng chuyển sang bài thứ 7. Bài thứ 7 cho đường tròn tâm O bán kính R, đường kính AB bán kính OC vuông góc với AB, M là điểm bất kỳ nằm trên cung nhỏ ACM khác A và C. BM cắt AC tại H, gọi K là hình chiếu của H trên AB. Câu thứ nhất chứng minh C BKH là tứ giác nội tiếp. Câu thứ hai
trên đoạn thẳng BM lấy điểm E sao cho BE bằng AM, chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông cân tại C. Gọi D là tiếp tuyến của đường tròn tại A. Cho P là điểm nằm trên D sao cho hai điểm PC nằm cùng trên một nửa đường nửa mặt phẳng bờ là AB. AP nhân với BM chia cho AM thì bằng R. Chứng minh rằng đường thẳng BP này đi qua trung điểm của HK. Thì cái câu này tôi cũng hướng dẫn nhanh một chút. Thứ nhất là chứng minh CBKH. CBKH là tứ giác nội tiếp thì các bạn cũng có hai cái góc vuông rồi. Cái góc BCH chính là góc BCA bằng 90 độ và góc HKB bằng 90 độ do K là hình chiếu. Như vậy là cái phần A này khá là dễ dàng. Phần A là chúng ta sẽ chứng minh được. Phần B, trên đoạn thẳng đây chúng ta có BE thì bằng với lại AM và yêu cầu thì là chứng minh tam giác MC cân tại C, thì ngay lập tức là chúng ta biết cái thằng này bằng với thằng này. Vậy là để chứng minh cho hai cái thằng này bằng nhau ấy, tôi chưa nói đến yếu tố vuông, tôi nói đến yếu tố cân đấy, thì CM bằng với CE thì đương nhiên các bạn nhìn vào hai tam giác này thì nhiều khả năng là hai tam giác này bằng nhau. Đó là tôi sẽ phải xét hai cái tam giác AMC và tam giác BEC. Hai tam giác này. Hai tam giác này có điều gì? Hai tam giác này có sẵn là AM bằng với BE. AM bằng BE. Và cái yếu tố thứ hai mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó chính là góc. Đấy, cái bài này tôi cũng đã hướng dẫn một hôm rồi. Đó là tam giác góc MAC bằng cái góc MBC. Hay cũng chính là cái góc EBC đấy. Đấy. Vậy thì bây giờ tôi phải tìm thêm một cái yếu tố nữa, yếu tố thứ ba ở đây nó là gì? Thì ở đây các bạn nhìn thấy là C, vì là CO vuông góc với AB nên C sẽ là điểm chính giữa của cung. Mà C là điểm chính giữa của cung thì điều này có nghĩa là tam giác CAB là tam giác cân. CAB cân thì tôi có CA bằng CB. Đấy, vậy như vậy là tôi đủ các yếu tố để suy ra hai tam giác bằng nhau. Tam giác AMC sẽ bằng với tam giác BEC. À, theo trường hợp là cạnh góc và hai tam giác bằng nhau thì tôi suy ra là MC CM bằng với lại CE. CM mà bằng với CE thì điều này chứng tỏ là tam giác này cân nhưng mà chưa có vuông. Chú ý là tôi còn suy thêm là cái góc, là góc MCA bằng cái góc là E CB. Đấy. Trong khi đó góc ECB cộng với góc E mà góc ECB cộng với góc ECH bằng 90 độ. Vậy điều này có nghĩa là cái góc ECH cộng với góc MCA cũng bằng 90 độ. Hay là cái góc MCE là góc vuông tại C. Đấy. Từ hai điều này thì tôi suy ra tam giác vuông cân. Tam giác MCE vuông cân tại C. Như vậy là cái yếu tố này vượt qua khá là dễ dàng. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cái phần tiếp theo. Gọi D là tiếp tuyến của đường tròn tại O của O tại A.
và P là điểm nằm trên D sao cho hai cái điểm là PC nằm cùng trên một nửa mặt phẳng và AP. Đấy, tôi viết ở đây một chút, AP nhân với lại BM thì bằng A. Xin lỗi bạn. Con đi ra ngoài đi để bới đã nhá. Đi ra ngoài tí bới. AP nhân AM nhân BM chia cho AM bằng R. Đấy. Thì làm sao để tôi biết được điểm P nằm ở đâu? Cái điểm P này ở vị trí như thế nào? Thì ở đây các bạn chuyển nó thành, có những bài thì người ta lại chuyển thành là AP nhân với lại BM này bằng AM này nhân R. Thì R thì ở đây có thể là một trong các yếu tố ví dụ A, O, B, O, C chẳng hạn. Thế thì tôi chọn cái yếu tố nào? Tôi chọn yếu tố nào? AP nhân với BM. AP nó nằm trên đây rồi, tôi chưa biết nó nằm ở đâu. Thì bằng với lại AM nhân R. AM này nhân với R. Đấy. Thế thì tôi chọn chọn ở đây thì theo tôi nên chọn một cái điểm nào đó AM nhân với R. Ví dụ như là tôi đặt OA chẳng hạn thì lại nhiều điểm A quá mà không xuất hiện điểm B, như vậy tôi sẽ chọn OB chẳng hạn. Đấy. Nếu chọn OB mà tôi chuyển thành tỷ số thì tôi có AP này trên AM thì sẽ bằng OB này trên BM. Và ngay lập tức tôi sẽ nghĩ đến cái tam giác, hai cái tam giác AP M và tam giác thứ hai là cái tam giác O B. Xin lỗi, tam giác này theo đúng thứ tự đỉnh, cách viết đỉnh thì phải là tam giác B OM. BOM. Nhưng mà tam giác BOM các bạn nhìn thì các bạn sẽ thấy được là tam giác BOM là một tam giác cất tại O. Như vậy dứt khoát là tam giác APM này, bởi vì là các bạn nhìn ở đây, các bạn quan sát thấy là nó cân rồi thì nhiều khả năng là hai cái tam giác này đồng dạng, và tôi sẽ để ý được là tam giác ABM phải là tam giác cân, bởi vì các bạn có cái yếu tố góc, các bạn để ý cái yếu tố góc đó là góc A, cái góc tạo bởi tia tiếp tuyến này tôi gọi là góc A1. Cái góc A1 này nó bằng cái góc B1, hai góc này bằng nhau cộng thêm cái tỷ số giữa hai cạnh nữa thì tôi sẽ suy ra tam giác đồng dạng thôi, và tam giác này là cân thì đồng dạng với nó cũng phải là tam giác cân, và tôi sẽ suy ra được là PM phải bằng với AB. Đấy, như vậy là tôi phải dựng cái trung trực, đúng không ạ, trung trực của AM thì sẽ suy ra được đấy chính là điểm P. Đấy chính là điểm P. Điểm P của tôi nằm ở vị trí này. Thế thì cũng cũng giống như vừa rồi tôi nói ạ, tôi có hai cái tam giác và với cái tỷ số với cái góc mà tôi nhìn thấy nó bằng nhau thì tôi sẽ suy được là hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau. Hai tam giác đồng dạng. Hai tam giác đồng dạng thì tôi suy ra được là PM bằng với lại PA. Đấy, PM bằng với PA. Vậy là chứng minh rằng là PB đi qua trung điểm, PB đi qua trung điểm đây. Cái bài này người ta thay đổi đi và người ta sẽ chuyển thành một cái ý khác thôi. Thì cũng là một cái bài toán rất là quen rồi. PB đi qua trung điểm. Đấy. Đi qua trung điểm của KH thì
Tôi sẽ phải vận dụng cái gì ạ? À, các bạn chỉ cần kéo kéo dài cái PM ra một chút để cho nó cắt cái thằng tiếp tuyến này tại cái điểm các bạn đánh dấu là điểm Q đi. Đấy, thì ngay lập tức các bạn có là hai cái tam giác, hai cái PM bằng với PA thì có hai góc A1 này bằng góc M1. Tôi gọi góc M1 này. Góc góc M1 cộng với góc này bằng 90 độ, góc M2 bằng 90 độ. Góc A1 cộng với góc Q1 thì bằng 90 độ. Như vậy tôi sẽ có được góc Q1 thì bằng góc M2. Hay nói cách khác là tôi có Q1 bằng góc M2. Hay là tam giác PMQ là tam giác cân. Tam giác PMQ cân. Dứt khoát cái điều này các bạn phải chỉ ra chứ không được công nhận một cái tam giác vuông sau đó suy ra. Điều đấy là không được. Tôi có cái tam giác vuông ở đây nhưng mà nó bằng nhau không phải, tức là cái PM bằng PQ chưa phải tam giác vuông bởi vì P chưa là trung điểm. Tôi chỉ có PM bằng với PA thôi. Đấy. Thì từ cái này cân thì tôi mới suy ra là PM bằng với này PQ và bằng luôn cái PA. Hay nói cách khác P là trung điểm. Tiếp theo thì để chứng minh rằng là PQ đi qua trung điểm của HB thì tôi gọi chứ có điểm Y, tôi gọi Y là trung điểm của HK, xin lỗi. PB đi qua trung điểm của HK thì tôi sẽ gọi Y là trung điểm và tôi sẽ chứng minh dựa vào cái tỷ số. Tỷ số là HI này trên QP để bằng với tỷ số, bởi vì là tôi có HK thì song song với lại QA. Đấy, song song với trung ương đường đường tiếp tuyến HI trên QP thì sẽ bằng với lại BI BI trên BP và BI trên BP thì lại bằng IK trên AP. QP bằng với AP thì điều này chứng tỏ là IH phải bằng với IK. IH bằng IK. Mà IH bằng với IK thì đương nhiên rồi, tôi sẽ coi I là trung điểm. Đấy thì đấy là cái cách để chứng minh cái phần này. Thì ở đây là một cái cách cho khác của cái bài toán một tiếp tuyến một nửa đường tròn. Ở đây các bạn để ý rằng là người ta hoàn toàn có thể thay đổi cả cái đường tròn này bằng cách là chỉ cho nửa đường tròn thôi. Và hoàn toàn có thể khuất cái yếu tố tiếp tuyến đi. Đấy. Hoàn toàn có thể khuất cái yếu tố tiếp tuyến đi và cách cho hình P cũng khác đi, ví dụ như là người ta cho PM là tiếp tuyến, hoặc là ở đây các bạn nhớ rằng là như thế này cũng có nghĩa là cái PM của tôi là tiếp tuyến. Cái PM bao giờ cũng vuông góc với lại OM. Vậy tôi có PM là tiếp tuyến. Nhưng mà cái này phải chứng minh, tất cả là phải chứng minh lại. Thì các bạn để ý ở đây chỉ có một cái yếu tố để chứng minh PB đi qua trung điểm, đó là phải chỉ ra được là PM bằng. Đây là cách chứng minh của tôi ạ. PM bằng với PA, hay nói cách khác là P là trung điểm, PQ bằng với PA. Sau đó dùng cái hệ Talet, định lý Talet, thực chất nó là hệ quả của định lý Talet thì đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ giải quyết được bài 7, bài đây cũng chính là bài 207 trong cái tài liệu mà tôi đã đưa cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn. Đấy thì các bạn có thể về chứng minh lại một cách kỹ càng hơn và chú ý những điều mà tôi đã nói xung quanh. Bài tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 8. Bài này, với cái bài toán này thì chúng ta có đường tròn tâm O đường kính AB, thì thực chất là người ta có thể cho nửa đường tròn cũng như những bài toán vừa rồi các bạn làm. Vẽ dây cung CD vuông góc với AB, CD vuông góc với AB. Đấy. Y nằm giữa A và O. Qua Y nằm giữa A và O. Cái này thì các bạn biết rồi. Nếu E trên cung nhỏ BC, E khác BC.
cái điểm E trên cung nhỏ. AE cắt CD tại F. AE cắt CD tại F. Chứng minh rằng tứ giác BF BEFI là tứ giác nội tiếp thì chúng ta có hai cái góc vuông này rồi. Góc BEA và góc FIB là góc vuông. Như vậy là tôi có hai cái tạ góc vuông và tổng chúng bằng 180 độ vân vân, các bạn có thể xử lý như vậy. Tiếp theo. Chứng minh AC bình bằng AE nhân AF. AE nhân AF bằng AC bình. AC bình đây. AE nhân AF. Thì các bạn có thể vận dụng là đây. Các bạn chuyển thành tỷ số AE nhân với AF thì bằng AC bình. Như vậy từ đây thì tôi suy ra là AE trên AC bằng AC trên AF. Vậy là chúng ta sẽ xét hai cái tam giác, đó là tam giác AEC, AEC và tam giác AFC, ACF. Hai tam giác này chúng đồng dạng với nhau bởi vì sao ạ? Bởi vì có một cái góc chung, góc A chung, và hai cái góc là góc AC, ACF và góc CE, cái góc này. Hai góc này bằng nhau bởi vì là chắn hai cung bằng nhau, đó là cung AC và cung AD. Hai cái cung AC và cung AD là bằng nhau. Hai cung này bằng nhau. Bởi vì đường kính là đi qua trung điểm hay là vuông góc của một dây cung thì sẽ đi qua điểm chính giữa của cung đó, cái này chúng ta có thể làm được rồi. Đấy. Thì chúng ta sẽ suy ngay ra được cái điều mình cần. Suy ngay. Là khi E chạy trên cung nhỏ thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF luôn thuộc đường tròn cố định. Đây tam giác CEF đây. Vấn đề là nó thuộc đường tròn nào và tại sao đường tròn thế này cố định? Cái ý này nó sẽ thực sự là một cái ý khó, bởi vì là chúng ta có thể vẽ nhưng cũng ta cũng không nhìn ra được cái điều mình cần. Nhưng với một cái ý mà các bạn đã từng tôi đã từng hướng dẫn ấy, thì các bạn để ý nhé. Đấy. Chúng ta có quan sát cái tam giác CEF. CEF. Chúng ta có được cái góc ACF là góc ACF đây bằng cái góc ở trong, đó là góc CEF. CEF. Vậy điều này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là tôi có, để tôi viết ở đây một chút. Cái đây là cái phần C ạ. Cái này là phần B. Phần A thì sẽ rồi. Chúng ta có góc ACF bằng ACF bằng góc CEF. CEF. Điểm A thì nằm trên EF. Như vậy theo cái phần mà tôi đã chú ý trong cái phần tổng hợp hình học ấy thì các bạn suy ra được cũng như cái tính chất là AC bình bằng AE nhân AF. Đấy. Cái tính chất này thì chúng ta dễ dàng suy được là AC chính là tiếp tuyến của đường tròn. Cái này chúng ta phải chứng minh, tuy nhiên thì việc chứng minh nó không khó khăn gì. Tôi đã trình bày rồi là tiếp tuyến của đường tròn. Ngoại tiếp tam giác CEF. Đó là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF thì điều này có nghĩa là AC sẽ phải vuông góc với, tôi gọi cái gọi tâm là Y địa, tâm của cái đường tròn này tôi chưa biết nó nằm ở đâu nhưng tôi sẽ gọi là Y, và nó sẽ AC sẽ vuông góc với lại CI, với Y là tâm.
tâm của đường tròn. Họa tiếp sẽ với cái việc là C AC và vuông góc CI, trong đó thì chúng ta lại có là AC vuông góc với CB rồi. AC vuông góc với CB góc nội tiếp chắn ở đường tròn. Điều này có nghĩa là CI và CB là một. Hay nói cách khác là Y phải thuộc vào CB. Y thuộc CB. Mà trong trường hợp này ấy, chúng ta có là C là điểm cố định rồi. E chạy điểm E thay đổi thôi, chỉ còn C là cố định. Đấy. C cố định thì AB là cố định rồi, như vậy là Y luôn thuộc vào một cái đường thẳng cố định. Suy ra Y thuộc, nhớ là CB cố định. Đấy, vậy thì tôi sẽ suy ra Y thuộc đường thẳng cố định. Vậy thì tôi sẽ chứng minh được cái điều mà tôi cần. Như vậy là có một cái phần rất là quan trọng, đó là cái phần mà tính chất mà các bạn đã sử dụng. Từ tính chất này cho đến cái tính chất mà tôi đã hướng dẫn trong bài trước, đó là tính chất này. Tính chất mà có góc bằng nhau thì suy ra tiếp tuyến. Tiếp tuyến thì suy ra vuông góc. Đấy thì các bạn trong quá trình làm thì các bạn hết sức để ý đến những cái tính chất mà tôi đã nói trong cái phần tổng hợp hình học. Và tôi sẽ tổng hợp lại các hình trong có thể là buổi tối ngày nay hoặc là sáng mai. Tôi sẽ tổng hợp lại một nữa cái phần hình học. Các cái tính chất thì các bạn nắm được tôi 8 bài này, thực chất là tôi cũng 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 đưa ra cho các bạn để các bạn quan sát lại cái cách vận dụng người làm một chút thôi. Các bạn tập trung vào việc đó là nắm được tính chất hình để xây dựng để làm bài. Và bây giờ thì cũng tương đối là muộn rồi, tôi sẽ dừng cái phần của mình ở đây. Tôi sẽ dừng lại tại đây. Các bạn